Em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay phiên bán hàng ngày 8 tháng 12 năm 2022. Em gái xin chia sẻ tới mọi người một lô trà bạch cổ. Bởi vì là lô này thì em gái mua được giá nó khá là yêu thương, nên em xin phép bán tri ân cho tất cả các bác đã yêu quý và ủng hộ nhà vườn trong suốt thời gian vừa qua. Và bác nào mà cảm thấy hợp nhãn thì mọi người sưu tầm nhé. Thì cây ngày hôm nay thì tất cả những cái cây ở đây em sẽ chia sẻ khoảng tầm 10 cây. Và vanh của nó khoảng tầm 8, 9, 10. Đa phần là vanh 8, 9, 10 nha mọi người nhé. Có những cây là vanh 10. Đó, thì em sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng sưu tầm. Đây về khuôn bông của nhà em các bác có thể thấy này. Cây trà bạch cổ nhá, bạch cổ. Và thật sự là cái khuôn bông của nó rất là to mọi người nhá. Đó, mọi người có thể thấy này, trà bạch cổ khuôn bông rất là to. Và ngày hôm nay ấy thì ở trong cái lô em chia sẻ này này. Đó, thì các bác có thể thấy nhá. Trong cái lô cây hôm nay em chia sẻ ấy, thì em xin phép nói qua như thế này. Về cơ bản là cái đầu nụ của nó không được sáng. Nụ của nó không được sáng nhá, nó bị đen đầu nụ. Nhưng mà em vẫn đảm bảo với mọi người là bông vẫn nở bình thường. Vẫn nở được bình thường. Vì đây các bác có thể thấy này, nó đen xong rồi nó vẫn phá bọc, nó vẫn nở bình thường để cho mọi người sưu tầm nhá. Đây, đó các bác có thể thấy này. Thì mọi người ngày hôm nay mà không sưu tầm được những cái cây này thì thật sự rất là tiếc. Đó, như cái cây này thì nụ sẽ kịp Tết nhá. Còn những cái cây nụ to này thì nó sẽ không kịp Tết. Bởi vì đặc điểm cây trà bạch cổ các bác biết rồi đúng không ạ? Nó sẽ nở trước Tết. Nở trước Tết và bắt đầu từ cách đây một tháng, nửa tháng là nhà em đã bắt đầu có cây nở rồi. Đó, thì em sẽ chia sẻ tới mọi người và em sẽ đo thông số rõ ràng cho các bác nhá. Về chiều cao cây thì cây sẽ cao khoảng... cây này sẽ cao khoảng 1 mét hơn nhá mọi người nhá. Cây này sẽ cao khoảng 1 mét hơn. Bởi vì là có một mình em vừa quay vừa đo ấy, nên là nó rất là khó, nên các bác phải thông cảm giúp em nhá. Cây về cơ bản này, cây về cơ bản là sẽ cao khoảng tầm, đây, sẽ cao khoảng tầm 1 mét nhá mọi người nhá. Sẽ cao khoảng tầm 1 mét và em sẽ tiến hành đo vanh gốc. Em xin phép là chia sẻ từng cây một để các bác sưu tầm nhá. Cây đầu tiên, cây này thì chưa mất một cái nụ nào, chưa nở một cái bông nào luôn các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm về thì thao hồ chơi hoa luôn. Trên cây thì nó có khoảng tầm 5-60 cái hoa. Đây nhá, nụ của nó hơi khô như thế này nhưng mà nó vẫn nở bình thường nhá mọi người. Vì đây mọi người có thể thấy này, đây là những cái nụ khô nhá, những cái đài nụ nó khô như thế này nhưng mà nó vẫn nở bình thường. Để các bác cùng sưu tầm để các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, nụ nó rất là khô nhưng mà nó vẫn hé, vẫn nở bình thường để các bác hoàn toàn yên tâm chơi nhá. Cây đầu tiên thì cây này chiều cao cây này, chiều cao cây nó cũng rơi vào khoảng tầm 1 mét hoặc 1 mét 1. Mắt em nhìn em sẽ áng chiều cao cho các bác vì cơ bản là cây nó sẽ cao tầm 1 mét 2 quay đầu lại nha các bác nhá. Nên là khi mà các bác chốt cây thì các bác vui lòng là xem kỹ video giúp em, bởi vì có nhiều khi ấy là các bác yêu cầu chụp lại ảnh cây. Thế nhưng mà do là thời gian em không có ở vườn hoặc là em không tiện để chụp ảnh gửi cho các bác ấy, nên là nó rất là khó. Nên các bác hết sức là thông cảm giúp em. Và sưu tầm thì các bác xem kỹ trong video, sau đó là các bác chốt cây nào thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cây đó cho nó dễ, được chưa ạ? Cây số 1 nhá, em sẽ đi vào từng mã số. Mã số 1, cây số 1 này. Đó, cây số 1 em sẽ đo vanh gốc cho mọi người này. Đo trực tiếp tại đây để mọi người cùng tham khảo nhá. Trời ơi, có một mình em ấy là vừa quay và vừa nói ấy. Cây đầu tiên nha, cây này thì vanh chỉ được 7. Vanh cây này là được 7 nha mọi người nha. Vanh cây này là được. Thật sự nó rất là khó đo mọi người ạ, vì có một mình em. Đây nhá, 6 là đến đây nhưng mà đúng ra là cái thước này vẫn phải trừ đi. Đây này, cái thước này nó có cái đầu này này, thì vẫn phải trừ đi. Thì cây này nó vanh 7 nhá. Vanh 7 nhưng mà nhìn nó rất là to. Vanh 7 nhá mọi người nhá, 7 hoặc 8. Cây này chắc là phải được 8 đấy. Cây này vanh 8. Vanh 8 em chia sẻ cho mọi người giá là 1,5 triệu nhá. Tán đào rất là đẹp luôn. Tán đào tròn. Thôi chia sẻ cho mọi người giá là 1,4 triệu đi. Tiếp theo, cây này cũng vanh cũng khoảng được khoảng 8. Thực ra là khi mà em vừa đo, em vừa quay ấy thì nó rất là khó. Thế nên là mọi người thông cảm giúp em nhá. Đây, cây này đúng vanh
Cây này đúng vanh 8 nhá mọi người nhá. Đây này. Đây nhá mọi người phải trừ đi này. Đó, đây. Đây nhá, đúng vanh 8 đây nhá mọi người nhá. Vanh 8 đây là vanh cổ dưới nhá. Cây này vanh 8, hoa này. Các bác nhìn này. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Em chia sẻ cho mọi người cây này giá là 1.3 triệu. Cây này giá là 1.3 triệu chưa bao gồm phí ship nhá. Đó. Thôi nói chung là em sẽ áng cái khoảng vanh nhá. Bởi vì vanh nó đa phần là 7-8. Chắc cũng không có 9-10 đâu các bác ạ. Như đầu like em nói thì chắc là cũng sẽ không có 9-10 đâu. Chắc cũng chỉ 7-8 thôi. Thì em chia sẻ cho nó nhanh nhá mọi người nhá. Đây như cây này thì được 9 này. Như cây này thì sẽ được 9. Đó, như cây này sẽ được 9 này. Bởi vì mắt nhìn ở ngoài ấy, ở ngoài là nó sẽ... Cây này cũng chỉ được 8 thôi nhá mọi người nhá. 8 đào rất là đẹp luôn. Em cũng chia sẻ tới mọi người giá là đồng giá hết cho nó dễ nhá mọi người nhá. Cây số 1 này. Cây số 1 là 1.350.000. Cây số 2 1.350.000. Cây này tán đẹp hơn một chút nhưng mà cái nụ nó bị đen đầu. Em cũng chia sẻ cho mọi người giá cũng là 1.350.000. Cây số 3, cây số 4 cũng là 1.350.000. Đó, cây này thì có dáng là mẫu tử và cái vanh củ bệ của nó khá là đẹp nhé mọi người nha. Cây số 4 này khá là đẹp, em sẽ bán là 1.400.000. Cây này em sẽ bán chênh nhau có 50.000 thôi, nhưng bác nào chốt được cây này sẽ rất là đẹp. Cây số 4 là 1.400.000 nhé mọi người nhé. Cây số 5, cây số 5 thì thực ra cái này là cây kép này. Cái này là cây kép. Đó, bác nào mà sưu tầm cây số 5 cũng là 1.350.000. Cây số 6 thì nở gần hết hoa rồi nhé mọi người nhé. Cây số 6 nở gần hết hoa rồi, em chia sẻ cho mọi người giá là 1.300.000. Để cho bác nào thích sưu tầm này. Cây số 6. Cây số 7 này. Cây số 7 giá là 1.200.000 nhá. Cây số 7 giá 1.000.000. Em xin lỗi, 1.300.000. 1.300.000. Em xin lỗi các bác nhá, giá là 1.300.000 nhá. Cây số 7, cây số 8 này. Cây số 8 đây nhá mọi người nhá. Cây số 8 là 1.200.000, thân nó hơi sẹo nhá mọi người nhá. Thân nó hơi sẹo. Cây số 8, cây số 9 này. Cây số 9 là một cây rất là đẹp. Tán tròn đẹp nha mọi người nhá. Tán đào đẹp nhưng nó hơi ít nụ nha các bác nhá. Nó hơi ít nụ. Thôi chơi tặng. Chơi tặng cây này em để cho các bác giá là cây này cây két này mọi người này. Cây này cây 2 này. Đó. Cây này cây 2 nhá. Em chia sẻ cho mọi người giá là 1.350.000. Vẫn là 1.350.000. Cây số 10 thì nụ nhỏ nhá. Nụ nhỏ. Nụ nhỏ này, cây này em cũng chia sẻ cho mọi người cũng là một cây kép, em chia sẻ cho mọi người giá cũng là 1.350.000. Các bác mà sưu tầm thì liên hệ cho em số điện thoại là 0346 837 277. Các bác có thể thấy là một mùa hoa rất là rực rỡ rồi. Đó, rất là nhiều trà bạch để các bác sưu tầm. Cái lô ở dưới này thì tán nó to hơn nhưng mà ít nụ hơn nhé mọi người nhá. Vanh đây, sẽ có những cây vanh 10 đây này. Như cây này nhá. Bác nào thích không? Cây này thì nó sẽ không có nụ nhiều. Cây này rất là ít nụ nhưng mà em ngẫu hứng. Em thích thì em bán cho các bác cây này thôi. Ngẫu hứng nha các bác nhá. Ngẫu hứng cây này. Ngẫu hứng cây này nhá. Em nghĩ là sẽ được vanh 10. Cây này ngẫu hứng em bán nhá. Bác nào thích thì chốt thôi. Còn không thích em vẫn để lại bình thường. Cây này về sang năm các bác chơi. Cây này tán sum, tán đào đẹp cực kỳ luôn. Đấy, mỗi cái nào đó không có thoát thân. Cây này em bán ngẫu hứng nhá. Bán ngẫu hứng bác nào thích thì chốt này. Đấy, anh nào mà thích thì chốt. Là anh nào may mắn thì chốt được nhá. Em nói luôn. Anh nào may mắn thì chốt được cái cây này. Cây này vanh này. Cây này là vanh vanh này là vanh 11.5 nhá mọi người. 11.5. 11.5 cây này. Em bán cho các bác giá là 2.222.000. Đúng một cây này duy nhất nhá. Ai chốt được thì lên chữ chốt cho em. Ai chốt được thì lên cho em số điện thoại nhá. Đúng một cây này tán tròn. Năm nay các bác đừng chơi hoa vội. Năm nay các bác đừng chơi hoa vội, sang năm các bác chơi nhá. Sang năm các bác chơi. Đây này. Năm nay thì nó chỉ có còn có một nụ thôi. Thực ra là bác nào mà chơi tán ấy thì năm nay lấy cây này. Còn nếu như mà bác nào mà không thích chơi tán thì chơi hoa, em sẽ chọn một cây nữa cho nó. Thôi, em chỉ chia sẻ thêm đúng một cây này nữa thôi. Đó, cây này là giá là 2.222.000, đúng một cây này nữa nhá. Đây hoa thì
bông này nó đã nở rồi. Đấy, còn có đúng một nụ nữa thôi. Nhưng mà cái này về các bác chơi tán, bẻ tán ra nó, tán nó còn rộng và đẹp nữa nha mọi người nhá. Cây này mà các bác bẻ tán ra nó còn rộng và đẹp nữa. Đây là cây lộc đi, 222 nhé các bác nhá, 2.222.000. Đó, đây em len vào trong để cho các bác xem cái khuôn hoa của nhà em này. Các bác nhìn này, khuôn hoa đẹp chưa, to chưa. Cây hàng chăn nuôi của nhà em nên là cây nó rất là khỏe, rất là khỏe, hoa khuôn rất là chuẩn và đẹp nhé các bác nhá. Thế nên là mọi người sưu tầm về chơi bông thì cực kỳ mê luôn. Đây mọi người nhìn này, bông nó tàn, thực ra là nó quá nhiều mọi người ạ. Nó quá nhiều nên là không thể xòe được hết. Các bác chỉ thích cây nào thì em chia sẻ. Đợt này lại đang mùa xuống giống, thế nên là mọi người rất là bận rộn. Đó, bác nào chia chốt thì lên số điện thoại hoặc liên hệ cho em là 0346 837 277 nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.